Tôi đang nói rằng đừng nói gì Kevin Rice. Tôi biết anh định nói gì, anh sẽ nói rằng những gì Kekena làm là quyết định của cô ấy, và tôi chuyển cho cô ấy lời khuyên, làm theo lời khuyên hay không là lựa chọn của cô. Virai à, nhưng mà khi Kekena biết về cuộc hôn nhân của tiến sĩ Emma, Lisa và Benio, lẽ ra cô ấy có thể nói với chúng tôi, nhưng mà cô ấy đã không làm thế. Nếu cô ấy nói với tôi sự thật. Nhưng mà cô không bảo cô ấy tự sát, cô chỉ khuyên cô ấy nên hành động. Cô đã không nói cho cô ấy biết, sẽ làm gì. Dù sao đi nữa tôi cũng đã cho cô ấy lời khuyên, tôi không ngờ cô ấy đã hành động tiêu cực như thế. Anh không hiểu được đâu, nói chuyện với anh thật vô ích. Anh chỉ cần điều chỉnh tâm trí mình lại, chỉ cần một ngọn nến cũng có thể làm được việc đó. Anh đâu cần phải thắp nhiều nến như vậy chứ. Thói quen của anh là lãng phí tiền. Thôi đi đi. Nhưng khi đi thì sao? Anh đang đi. Bài thuyết trình gần xong rồi. Bây giờ nói em nghe đi, ba con thế nào rồi? Chúng ta không thể nói trước điều gì vào lúc này, chỉ có thể biết được tình hình sau khi có kết quả báo cáo. Ông ấy vẫn còn rất giận Biên Đương và anh. Đưa máy tính cho anh, về nhà và nghỉ ngơi đi nhé. Anh ba, em chỉ cần làm một chút nữa thôi. Không, em không cần phải căng thẳng hơn nữa, anh sẽ hoàn thành phần còn lại. Anh cũng muốn em rời khỏi đây phải không anh ba? Minu cũng ngăn, không cho em vào thăm bác trai. Và cả anh nữa. Anh không có ý đó. Anh chỉ nghĩ là em đã phải làm tất cả, vất vả cả đêm rồi, nên chắc em khá mệt rồi. Về nhà nghỉ ngơi đi em. Anh sẽ gọi cho em sau, khi có thời gian. Được rồi em à. Và cảm ơn em nhiều lắm, vì đã giúp anh chuẩn bị mọi thứ rất chi tiết. Thôi đợi anh mà, tại sao anh lại cảm ơn em? Tại sao vậy chứ? Em không thể nào làm được ít nhất gần đèn cho anh sao? Cảm ơn em. Mọi người đều đối dối chị, Winnie. Chị không biết phải làm sao nữa. Chị à, chị có biết gì không? Chúng ta dễ dàng đánh giá được việc gì là đúng và sai, nhưng hiểu được lý do đằng sau đó mới thực sự khó vô cùng. Đôi khi chúng ta nói dối vì bất lực hoặc là vì sợ hãi, chính xác. Ví dụ như, ngay cả em cũng đã nói dối chị mà, chuyện của Sika. Việc Rai phải trộm tiền vì em. Nếu em nói thật với chị, có để cho anh Vira lấy tiền không hả? Em sẽ bị đánh và ném vào một con phố tối tăm nào đó. Thậm chí chị đến nói dối mẹ, đó là tiền của Vira không phải sao? Khi ấy em biết chính chị đến đưa viên rai 2 vạn ruby để em có thể thanh toán các khoản vay của mình, có đúng không hả? Chị ơi, chị vẫn chưa nói cho em biết làm sao chị có được số tiền đó. Thậm chí em có thể nói rằng chị đã nói dối em. Nhưng em đã không hỏi chị. Nhưng tại sao em không hỏi chị hả Vũ Điết? Bởi vì em biết chị sẽ nói cho nghe vào thời điểm thích hợp. Chị à, em thậm chí chẳng cần hỏi chị. Chị à, em tin tưởng chị. Đừng đánh giá mọi lời nói dối theo hướng xấu. Đằng sau lời nói dối là một câu chuyện khác. Nó xuất hiện là có lý do. Có lẽ đó là điều mà Bill Ray cố giải thích với chị đó. Nhưng chị đã bắt anh ta làm những việc không cần thiết. Chị đã đốt ra trải giường và chị thậm chí còn hét vào mặt anh ấy được. Video cuộc phỏng vấn vô cùng khó khăn. Tôi đã phải đấu tranh rất nhiều để thuyết phục họ. Và tiến sĩ Rush hoàn toàn phản đối việc giao cho tôi vị trí này. Thậm chí ông ấy còn hỏi tôi câu hỏi tương tự như cô đã hỏi. Tiến sĩ Amba,
Anh muốn công tác ở đây để có thể chữa trị cho ba mình, hay là lý do thật sự anh không tin tưởng vào cách điều trị của chúng tôi? Không phải tôi cố ý can thiệp vào việc điều trị của bác sĩ Ross. Tôi chỉ muốn giúp. Tôi thật sự muốn giúp ông ấy. Và tôi biết rõ bệnh sử của ba tôi, và tôi đã điều trị cho anh ấy suốt nhiều năm qua. Tôi có một câu hỏi cho anh. Tại sao anh lại rời bệnh viện trước đây? Anh từng là trưởng phòng ở đó phải không? Vậy tại sao anh lại có hứng thú trở thành đàn em của tôi ở đây chứ? Ngoài việc lo lắng cho sức khỏe của ba tôi cũng có một kế hoạch để phát triển nơi này. Tôi muốn thành lập một trung tâm ghép tim ở đây, và tôi cũng đã chuẩn bị sẵn bài thuyết trình. Tôi biết đây chỉ là chiến thuật của anh. Làm thế nào anh có được kinh phí để thành lập một trung tâm cấy ghép chứ? Anh có ý tưởng gì về việc đó không hả? Tôi đã nghiên cứu rất lâu, tiến sĩ George. Nếu ông cho phép, tôi muốn chia sẻ bài thuyết trình của mình. Không cần thiết đâu. Tôi chắc chắn là một bác sĩ tài năng và giàu kinh nghiệm như anh sẽ thuyết phục được chúng tôi bằng bài thuyết trình với những kế hoạch chi tiết của anh. Tiến sĩ Emma, vấn đề không phải là anh mà là sự cam kết của anh. Anh sẽ tiếp tục công tác ở đây ngay cả khi ba của anh đã hồi phục chứ? Dân thưa ông, tôi sẽ ở lại đây. Làm sao chúng tôi tin anh được đây? Vậy tôi có thể làm gì để có được lòng tin của ông đây? Anh sẽ phải ký một hợp đồng pháp lý để hạn chế việc anh rời khỏi bệnh viện trong vòng 2 năm tới. Thế nào? Anh sẽ ký nó chứ? Vâng thưa ông, tôi sẵn sàng. Tốt rồi, giờ thì cho tôi xem bài thuyết trình của anh đi. Rất may ban hội đồng thích bài thuyết trình của tôi. Họ đã trao cho tôi vị trí phó khoa tim mạch bệnh viện này. Dù đồng lương ít ỏi hơn, nhưng vẫn ổn mà. Tôi có thể làm được những điều này đều là nhờ cô đấy, Bidu à, cảm ơn. Emma à, tôi tin chắc một khi anh bắt đầu làm việc ở đây, bà sẽ sớm hồi phục thôi. Sau đó Bidu, nếu cô vẫn đang nghĩ đến việc bỏ đi, xin đừng làm thế mà. Khi ba yêu cầu cô rời đi, đó không phải là thật lòng cô mấy đâu. Ba rất cần cô. Thật đi. Tôi hiểu. Chúng ta sẽ giận dữ với những người chúng ta yêu thương. Không có tình yêu nào mà không có sự thất vọng. Anh không cần phải giải thích đâu, Emma. Tôi biết rõ. Mỗi khi tôi nghĩ tới việc ra đi, gia đình ta sẽ tan vỡ. Trước khi rời đi, tôi đảm bảo sẽ đoạn tụ cùng cả nhà. Tôi sẽ mang lại nụ cười trên khuôn mặt của mọi người. Và cuối cùng, tôi có thể rời khỏi ngôi nhà này. Sao Jean, mũ lưỡi trai và băng đô không hợp nhau đâu. Nhưng em thích phong cách này. Chỉ cái mũ là đủ rồi. Nhưng em muốn nó đeo cả hai. Chị đã nói anh đổi cái mũ thôi mà. Không có chuyện đó đâu. Không đời đâu. Này, hôm nay các con không phải đi học hả? Cho chúng con kẹo đi rồi chúng con sẽ trả lời. Việc này thành thói quen của các con đi. Các con không sợ ông sao? Không ạ. Không. Các con, sao lại mặc đồng phục? Nhanh thay đồ đi. Nhớ mặc quần áo sang trọng đấy. Nhưng tại sao chúng ta mặc quần áo sang trọng đến trường? Bởi hôm nay là ngày lễ. Đúng rồi.
hôm nay có một bài kiểm tra nên chúng ta không cần phải làm đó. Đúng vậy. Nhưng gì vậy thế? Tôi chưa nói với cô về việc quảng bá Shop Down Campaign sao? Tôi nghĩ là chúng ta nên chụp ảnh với bọn trẻ, tạo trang web cho Shop Down Campaign. Chúng ta sẽ tải lên hình ảnh của những đứa trẻ, tủ quần áo lịch sự Shop Down Campaign. Tôi đã bảo Manit đi cùng. Thằng bé đang thay đồ đó. Được rồi, chỉ phép một ngày cũng được mà. Cũng không sao bà. Không, Meda, trừ khi có chuyện gì đó quan trọng. Thật không thích hợp khi nói bọn trẻ có một kỳ nghỉ như lúc này chứ. Nhưng Meda, tôi đã mang theo chiếc máy ảnh rồi. Thành thật mà nói, tôi đã trả 1,000 phí thuê nó. Không đâu, Sotia, tôi vẫn nghĩ đó không phải là một ý hay. Bảo Manit chuẩn bị nhanh nhé, tôi sẽ trả cho cô chi phí thuê trích từ quỹ của công ty. Nhưng thật sao lấy tiền từ tài khoản công ty, nhìn quỹ đâu thuê chiếc máy ảnh này mà. Như thế công bằng chứ. Tại sao là phí báo lỗ trong khi anh có thể thay thế bằng chi phí du lịch? Vega, với anh học vấn quan trọng hơn là giá trị 1,000 đô. Còn việc thâm hụt ngân sách của công ty thì sao? Ma ơi, nhanh lên đi, nếu không chúng ta sẽ lỡ chuyến xe buýt đến trường. Nhanh lên đi thôi. Lấy túi con đi, đi đâu? Còn phấn khích quá. Cảm ơn. Chúc mọi điều tốt lành cho ba. Con chắc chắn ba sẽ làm thật tốt. Cảm ơn con, ba sẽ cố gắng thực hiện tốt mà. Ba sẽ làm thật tốt vì danh tiếng của con. Ba, đây chỉ là buổi thử giọng thôi. Cố gắng hết sức mình để thu âm tốt nhé. Yên đi thằng nhóc đi. Con đúng là cậu bé nghịch ngợm mà. Nhìn đi. Chúc mọi điều tốt lành. Chúc mọi điều tốt lành thưa chú. Đừng giận tôi chỉ đến để chúc chú mọi điều may mắn. Cảm ơn rất nhiều. Nhờ ơn điển của thần mọi thứ sẽ tốt thôi. Được rồi ba, đi thôi. Chúng ta tới văn phòng luôn nhé. Đúng vậy, đi đâu. Tạm biệt mẹ. Tạm biệt. Rathada lấy tiền từ đâu chứ? Mình thật sự bối rối. Để các cô, đây không phải là chỗ giả ngoại. Hãy về nhà nếu các cô muốn tám chuyện. Chúng tôi chỉ đang nói về chuyện kinh doanh thưa ông. Chúng tôi không tán gẫu ở đây. Ông đang hành động như thế, ông hoàn toàn chịu trách nhiệm về năng suất kinh doanh vậy. Như thể chúng tôi ít bị tổn thất như vậy. Thật là một cách chán chường để bắt đầu một ngày mới. Tôi cũng đã bị lỗ 1,000 rupee. Cô nói như thế, nó là tiền riêng của cô vậy. Suy cho cùng thì đó là phí thâm hụt của công ty. Tất cả chỉ vì sự dung tiền bừa bãi của cô. Tôi chi tiêu quan phí hả? Ôi, nghe thật mới mẻ làm sao. Vậy mai đơn canh này dùng làm gì chứ? Để thờ chúng hả? Ôi thần linh ơi, không hiểu sao cô lại làm việc trong ngành may mặc nữa chứ. Một ý tưởng thông minh trước tiên sẽ là thiết kế quần áo mới rồi mới tiến hành chụp ảnh. Nhưng tại sao lại thiết kế quần áo mới? Mina đã nói đã có quần áo mới cho Sachin và Sapna. Vấn đề ở đây là gì chứ? Làm ơn dùng não đi được không? Cô sẽ quảng bá cho công ty mới của mình với những thiết kế cũ sao? Tôi sẽ nghỉ việc. Tôi không muốn làm việc với bất kỳ ai trong số các cô. Cứ nghỉ thoải mái đi, như thế chúng tôi cần ông lắm vậy. Ok đây, tôi sẽ không giữ ông lại. Nhưng trong lúc ông vẫn còn ở đây, xin hãy cho tôi biết chúng ta sẽ làm gì với những mannequin canh đây. Chúng dùng để hỗ trợ cho cô, giúp cô nàng nghiện công nghệ tìm hiểu những mẫu quần áo hiện đại được thiết kế như thế nào. Nếu ông nghỉ việc thì ông sẽ dạy chúng tôi những thiết kế mới như thế nào hả? Nhưng các cô cứ tiếp tục khiến tôi tức giận. Nhưng nếu như cô ấy mở lời xin lỗi, tôi sẽ ở lại. Tôi rất lấy làm tiếc. Nhưng đừng nhìn cô ấy nữa, cô ấy sẽ không xin lỗi đâu. Cô ấy nên xin lỗi chứ. Cô ấy đã mang máy ảnh đến mà không hỏi ý kiến cô, và cô phải gánh chịu khoản lỗ hàng ngàn đô la. Nghĩa, tôi xin lỗi. Tôi thật sự không biết. Tôi sẽ tự bỏ tiền túi ra để bù phí thâm hụt. Không sao đâu.
Mặc dù tôi không muốn xin lỗi ông ấy một chút, nhưng mà tôi sẽ xin lỗi ông ấy vì cô mà. Dạ Vanda, thành thật xin lỗi. Không sao đâu. Seoti, anh cái đây à? Bây giờ hãy dạy chúng tôi cách tạo ra những mẫu thiết kế mới đi. Được thôi, tôi sẽ chỉ cho. Nhìn nè, trên thị trường có nhiều mẫu thiết kế mới dành cho trẻ em. Vì vậy, có một số lưu ý quan trọng trong một số đó là những lưu ý về nếp gấp. Hãy nhìn xem. Giơ tay lên đi. Không phải cô, tôi đang nói giơ tay ba đơ canh này. Xin chào. Bác sĩ. Hai người ra ngoài đi, nhanh lên. Em gái, tôi không biết mình cần phải làm gì nữa Biên Đương. Ông ấy thậm chí còn không muốn tôi vào phòng bệnh. Tôi không biết mình sẽ điều trị cho ông ấy như thế nào đi. Cố gắng giải quyết vấn đề giữa anh và bà của anh đi. Thưa sĩ anh ba, nếu không việc anh tham gia điều trị cùng chúng tôi sẽ không tạo ra sự khác biệt nào cả. Tôi xin lỗi nếu anh cảm thấy bị xúc phạm vì lời nói của tôi. Không đâu, nhưng thật sự tôi không muốn bất kỳ bác sĩ nào trong đội của tôi điều trị cho bệnh nhân chỉ vì lý do ích kỷ của mình. Tôi hiểu mà. Hiện tại nếu anh muốn điều trị cho ba anh thì phải có được lòng tin của ông ấy trước. Đây sẽ là nhiệm vụ đầu tiên của anh. Đến lúc rồi y tá, dạ thưa bác sĩ, giải thích cho anh ấy về quá trình điều trị đi nhé. Vâng ạ. Nghỉ 5 phút uống trà đi mọi người. Đây, uống chút trà đi, cho tôi một ít. Trà nhé. Không. Đi, Mika. Sao? Nó trông có vẻ rất khó hả? Càng lúc càng khó hơn. Đi, Mika, cô làm gì vậy? Nhìn đi, cô lại như thế nữa rồi. Nếu một bức ảnh có thể dễ dàng vậy thì sao? Kader à, có nhiều video hướng dẫn trên đây lắm. Ý tôi là họ thậm chí còn dạy cách thiết kế ở đây nữa. Tuyệt lắm. Lớp dạy kèm có điện thoại hả? Thật sự điên rồ mà. Anh Kader, họ làm khá tốt đấy. Để tôi mở xem thử. Nếu cô muốn kinh doanh bằng cách học qua mạng xã hội và để bộ phận tài chính sẽ điều hành nhà máy, tôi sẽ bỏ việc ngay. Đề, ông Kader, quá đủ rồi. Tại sao ông luôn làm quá mọi thứ lên thế vậy? Chúng tôi tôn trọng ông và công việc của ông nên chúng tôi không nói gì cả. Nhưng mà ông cũng nên biết điều một chút chứ. Nếu chúng tôi có thể học những điều hay từ ông và cả trên mạng xã hội, đó là lúc chúng ta có thể phát triển công nghệ của công ty. Tôi muốn cập nhật những thay đổi theo thời gian. Để làm được điều đó, chúng tôi cần những người có kinh nghiệm của ông cũng như công nghệ hiện đại mới. Ông hiểu chứ? Manda, anh đã tìm thấy cô ấy ở đâu hả? Chắc chắn là anh đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn với cô ấy. Tâm trí tôi rối tung hết cả lên vì lời bắn giết của cô ấy. Tôi muốn uống thêm trà. Liệu tôi có phải nói là xin lỗi không hả? Không cần đâu. Cho tôi xem.
Được. Được. Đi. Giữ lấy. Bác sĩ, tại sao tay của tôi không nhấc lên được gì? Cả đôi chân của tôi nữa. Y tá đến đây, mau lên nào. Bác sĩ à, có chuyện gì thế? Thư giãn đi nào, thư giãn đi. Chỉ cần nắm tay anh ấy. Anh ơi ba, chuyện gì xảy ra với ba vậy? Nếu có thể là triệu chứng tê liệt một phần. Chúng ta chỉ có thể chắc chắn khi nhận được báo cáo. Thư giãn nào, ông ấy thư giãn đi.